Thì chắc có lẽ nhiều anh em ha đang đoán chừng cái con DJI Mini 3 Pro mình này, chắc là cái con máy nó đã được hack độ cao, mở không giới hạn việc bay này kia các thứ ha. Nhưng mà không nha anh em, vì đây là con máy chính mình sử dụng hàng ngày để mình làm việc, cho nên là con máy này mình muốn nó là một con máy duy nhất. Và đương nhiên là cho đến thời điểm hiện tại thì việc hack DJI Mini 3 Pro cũng như DJI Mini 3 thì nó chưa có phổ biến, nó chưa có phổ thông cho người dùng thông thường ha. Mà anh em phải đi mua cái con máy đã được hack sẵn ở bên nước ngoài đó, hay là mua cái mainboard của cái con mà nó đã được, cái mainboard mà nó đã được hack sẵn đó, rồi anh em thay vào thì nó mới có cái hack bay cao bay xa nha. Và cái đó nó cũng không phải là cái mục đích của mình luôn ha, vì máy chính cho nên là việc hack này kia nó mang lại nhiều rủi ro, cho nên mình không có ưu tiên về việc hack. Mà mình cái điều mà đặc biệt mình muốn nói với anh em ở trong cái con DJI Mini 3 Pro của mình đó, chính là cái con DJI Mini 3 Pro này của mình nó đã được khắc phục lỗi động xương hoàn toàn 100% bằng cái công nghệ rất là đặc biệt, đó chính là công nghệ sưởi kính camera nha. Và công nghệ sưởi kính camera này thì nó có ở trên con DJI Mini 3 thường nha anh em. Con DJI Mini 3 thường nó không hề bị động xương, bởi vì con DJI Mini 3 thường nó đã được trang bị cái hệ thống sưởi cái thấu kính camera này nha. Những con DJI Mini 3 thường mà anh em mua cũ, mua hàng sang tay, mua hàng line new gì gì đó mình không biết, mà nó bị động xương, thì những con đó là những con đã qua sửa chữa nha anh em. Và cụ thể là những con đó đã bị thay cái phần mắt cam nha. Thì những con mà đã bị thay mắt cam á, thì những con đó mới bị động xương nha. Còn những cái con DJI Mini 3 thường mà nguyên zin đó, nó sẽ không bao giờ bị động xương. Khẳng định với anh em 100% là không bao giờ bị động xương, do con DJI Mini 3 thường nó đã được trang bị hệ thống sửa kính. Nhưng cái con DJI Mini 3 Pro cho dù là đắt mới nhất, là đắt của năm 2023 gần đây nhất, thì cái con DJI Mini 3 Pro nó cũng không hề được trang bị hệ thống sửa kính nha anh em. Cho đến tận DJI Mini 4 Pro thì DJI mới đem cái hệ thống sửa kính của DJI Mini 3 thường lên con DJI Mini 4 Pro, còn con Mini 3 Pro là nó cắt luôn, nó cắt hoàn toàn luôn, nó không trang bị hệ thống đó. Để gì? Để khi mà anh em sau một thời gian sử dụng khoảng 6 tháng 1 năm á, để con DJI Mini 3 Pro của anh em nó sẽ bị động xương, và khi đó anh em sẽ cảm thấy vô cùng là khó chịu với cái việc mà nó bị động xương, và anh em sẽ bán đi và lên đời con DJI Mini 4 Pro. Đó là một cái cách mà DJI làm ra để anh em lên đời ha. Vì tại vì thật sự là con DJI Mini 3 Pro này nó về chức năng, về chất lượng hình ảnh ha, về này kia tất cả các thứ mình cảm thấy nó rất rất là ổn, rất rất là ngon. Chỉ trừ có một cái tội là sau một thời gian sử dụng là nó sẽ bị động xương. Và trên mạng thì có hướng dẫn rất là nhiều cách khắc phục động xương, chẳng hạn như là đập bỏ thấu kính, đeo filter, tháo bỏ ro cao su, rồi đổ keo lấp đầy, vân vân. Nhưng mà tất cả những cách đó chỉ là những cách tạm bợ thôi nha anh em, không bao giờ khắc phục được hoàn toàn cái lỗi động xương. Thứ nhất, thứ hai là nó ảnh hưởng tới tổng thể của cái hoạt động của cái ống kính, cũng như là ảnh hưởng tới chất lượng nha. Tại vì anh em đập thấu kính hoặc là anh em tháo ro cao su này kia, anh em sẽ vô tình làm cho cái bụi nó lọt vào bên trong nha, có thể gây kẹt hệ thống lấy nét, làm cho hình ảnh bị mờ nhòe nha. Và vì anh em đập bỏ thấu kính, anh em thay bằng một cái filter, thì chất lượng hình ảnh nó sẽ bị giảm, nó sẽ không bao giờ bằng được cái thấu kính zin nguyên bản của cái thiết bị ha. Cho nên là mình đã không làm theo những cách đó, mà mình đã làm theo một cái cách mà mình đã nghĩ ra, đó chính là mình mua cái nguyên cái hệ thống thấu kính của cái con DJI Mini 3 thường nguyên zin mới luôn ha. Nó có trang bị sửa kính, sau đó mình thay thế vào trong cái cụm cam này của con DJI Mini 3 Pro của mình để cho nó có sửa kính nha. Và nó đảm bảo là tất cả mọi thứ sẽ nguyên bản nguyên zin của DJI nha. Đó, và nó không làm ảnh hưởng tới chất lượng quang học, không làm ảnh hưởng tới những cái kết cấu vật lý nha. Nó đảm bảo là không bao giờ tái lại cái hiện tượng mà bị động xương do hơi ẩm nữa nha. Không bao giờ tái lại nha. Mình nói anh em là con DJI Mini 3 Pro anh em chơi sớm muộn nó sẽ bị động xương thôi. Cái điều đó là điều mình dám khẳng định chắc nịch với anh em 100% luôn. Nó sẽ bị động xương không sớm thì muộn nha. Và chỉ có trang bị hệ thống sửa kính cho nó
thì nó mới không bao giờ bị động sương nữa nha anh em, mình dám chắc chắn bên em. Anh em chỉ có trang bị hệ thống sửa kính mới đáp ứng được, đảm bảo được là cái con này sẽ không bao giờ bị động sương, cho dù anh em bay trong bất kỳ thời tiết nào, bay trong bất kỳ cái môi trường nào có độ ẩm cao cỡ nào nha, thì khi đã trang bị hệ thống sửa kính rồi thì nó không bao giờ bị động sương nữa nha anh em. Nó y chang cái hệ thống sửa kính trên xe hơi nha, sửa kính trên cái hệ thống kính của xe hơi đó. Mà cho dù anh em ở trong cái xe hơi anh em chạy máy lạnh, nó lạnh cỡ nào thì trên cái lớp kính của xe hơi không bao giờ bị động sương đúng không? Thì giờ cái này nó cũng vậy thôi, muốn không động sương thì phải sửa kính, phải sửa cái thấu kính này thì cái lớp sương nó không có cơ hội bám được, và khi không có sương thì chất lượng hình ảnh chúng ta nó là đảm bảo tốt nhất, đẹp nhất nha. Vì khi nó động sương rồi á anh em, khi mà anh em quay một cái footage mà nó bị sương thì coi như footage đó vứt bỏ hoàn toàn, không thể sử dụng được nha. Và những con mà DJI Mini 3 thường mình nãy mình nói đó, nó mà bị động sương là những con đó đã qua sửa chữa nha anh em, không bao giờ có hiện tượng có cái chuyện gọi là con DJI Mini 3 thường mà nó bị động sương nha. Có là mấy con đó đã qua sửa chữa, không cần cãi với mình, mình biết về vấn đề đó nha. Anh em thợ có nói với mình về vấn đề đó mà mình biết rất là rõ, cho nên anh em cứ tin tưởng mình, mình không có nói dối anh em để làm gì hết nha. Và con này là con khẳng định anh em duy nhất cho tới thời điểm video này được phát hành tại Việt Nam là được trang bị hệ thống sửa kính hoàn chỉnh, hoàn hảo nhất, đảm bảo chất lượng ảnh tốt nhất và nguyên zin nguyên bản nhất. Vì con máy này là máy chính mình sử dụng nha, nguyên zin nguyên bản, chưa bao giờ qua sửa chữa đó. Nếu anh em nào chích ra được con máy này mà đã qua sửa chữa thì tặng luôn con máy cho anh em nha. Anh em đừng nói là mà sửa cụm cam nha, không phải nha, cái này không phải sửa nha, mà nó là mình trang bị, mình thay thế hoàn toàn một cái cụm zin mới khác. Và vì trước đó thì nó không hề bị gì hết, nhưng mà mình muốn thử cái tính năng sửa kính đó, để đảm bảo cho cái lượng hình ảnh nó tốt nhất đó, thì bắt buộc mình đã phải thay cái hệ thống sửa kính. Nhưng mà thay hệ thống sửa kính đó chắc ăn là nó sẽ ngon hơn, vì anh em đập cái thấu kính, anh em thay ron cao su, anh em đổ keo, anh em làm đủ mọi trò với cái ống kính thấu kính quang học của con DJI Mini 3 Pro này ha. Nó không bao giờ tốt bằng cái việc mà trang bị hệ thống sửa kính này. Thì đang trang bị hệ thống sửa kính này nó chỉ đơn giản là bóc cái cụm cam mới của con DJI Mini 3 sang qua, và thế thôi, nó vẫn là nguyên zin. Thì cụm cam của Mini 3 và Mini 3 Pro nó giống nhau nha, nó chỉ khác hệ thống sửa kính thôi nha. Đó, cho nên là anh em có muốn khắc phục hệ thống cái việc mà động sương của DJI Mini 3 Pro mà nó hoàn chỉnh nhất thì anh em hãy làm theo mình đó. Đó là chính là anh em trang bị thêm cái hệ thống sửa kính của DJI Mini 3 thường qua cho nó, và nó sẽ khắc phục được hoàn toàn 100% lỗi động sương huyền thoại của DJI Mini 3 Pro ha. Cái thứ mà làm cho người ta muốn bán nó đi nhất để người ta lên đời nha anh em. Rồi ok anh em, thì cái con máy này hiện tại thì mình cũng muốn mình cũng đang có nhu cầu cần tìm chủ mới cho nó nha. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với mình sẽ để cái link dẫn tới cái trang Facebook cá nhân của mình ở bên dưới phần mô tả và cái phần bình luận nha. Thì anh em có muốn liên hệ để sở hữu con DJI Mini 3 Pro duy nhất tại Việt Nam không bao giờ bị động sương thì liên hệ với mình nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Khi mà anh em bật cái máy lên á, anh em muốn biết là nó có hệ thống sửa kính hay không á, thì anh em tháo cái thấu kính này ra, khởi động máy lên, đặt tay vào sờ. Nếu mà thấu kính thì nó nóng đến mức mà anh em cảm thấy nó rát cái da anh em, mà anh em không dám sờ lâu á, thì con máy đó là con máy có hệ thống sửa kính nha. Nếu anh em nào đang chơi Mini 3 thường, về mở cái cục nhựa này ra, sau đó anh em bật máy lên, anh em sờ thử vào thấu kính đi, nó rất là nóng, và chính nhờ cái nóng đó thì con Mini 3 thường không bao giờ bị động sương. Còn con Mini 3 Pro này không có nha, không bao giờ có nha, nhưng con mình có nha, con mình có. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em.